Xin chào anh Cơm nha. Hôm nay không thấy chị Dâu với anh Long ở nhà không? Đó đi về với Đồng Tiến ở dưới. Về Đồng Tiến là đi về đâu? Ở dưới bên bên cô nó hay gì đó, hay là nó đi về dưới nó lãnh tiền gì đó, cô không biết không? À, lãnh lãnh tiền bệnh đó ha. Dạ. Đi sáng giờ ha. Đi sáng giờ. Bữa nay ngày rằm Út ăn chay không? Đó giờ ít cái ăn cơm. Con thấy có hộp hộp chay nè. Ngày cái đó là của người ta cho, của chim sâu hôm qua chị ăn rồi đó. Của chị chim sâu ha. Dạ. Yeah. Thì anh không ăn thì thôi lấy về cái bỏ vậy. Dạ. Yeah. Hôm nay sớm giờ có ai mấy anh em có đến chơi không Út? Không ha. Út tại vì em đó không lên tiếng đồ, nó hơi bớt bớt quay lại chút. Dạ. Yeah. Thì nói chung là mình đến đây mình cập nhật cuộc sống hàng ngày của Út với chim sâu để cho cô chú anh chị Hương yêu Hương á coi vui vẻ thôi. Thấy lên toàn là nó xấu Út này kia trong yeah. Không nói chung không phải là gì, Út cũng biết rồi đó, bây giờ những người nổi tiếng người ta cũng còn bị nói này nói kia nữa mà đâu có riêng gì mình đâu. Tại vì cộng đồng mạng này Út cũng biết rồi, khi mà Út đã chấp nhận á mình lên cộng đồng mạng á thì mình phải chấp nhận cái hai chiều hướng đó, chiều hướng tiêu cực và chiều hướng tích cực. Hôm nay con nghe phong phanh cái vấn đề mà Út sắp sửa nhận được cây vàng gì đó Út, thì cái đó vấn đề đó có không Út, chia sẻ chút xíu cho ông bà cô chú nghe Út. Có đâu mà có, trời ơi, ai đâu mà vàng vòng đâu mà ai mà cho mình tới cây vàng. Đúng rồi, con nghe phong phanh gì đó chứ giúp thì giúp chút đỉnh thôi chứ đâu mà cho tới cây hết Út. Bởi vậy ai đâu mà cho tới một cây vàng bộ nó nhân dạ. Nói mình đòi mà cái này cái kia cái nọ không có, người ta cho mà của người ta cho mà cho mình nhiêu thì mình hưởng mình lãnh nhiêu chứ không có nói người ta cho nhiều thì mình nhận thôi chứ dạ. Mình đâu có đòi hỏi, tại vì cái này là món quà của người ta mà. Dạ, như người ta thấy Út cất nhà mới rồi mình Út khổ mà nó cho tiếp Út vậy nè, cái lên nói Út này kia nọ, nói Út có lòng tham gạt mạnh thường quân đừng lấy tiền ô tùm lum trên thôi trời khổ quá, tại vì Út nói giờ thôi bớt quay lại. Bởi vì ông bà xưa ta nói có câu nói gì nào, lúc mình khổ thì người ta sinh. Đúng rồi. Còn lúc mình có được chút đỉnh thì người ta ghét. Người ta ganh ghét này kia. Thì những cái câu của ông bà xưa ta nói thì nói chung không có sai. Gọi là ghen ăn tức ở. Bởi vì hổng gài con cũng nghe nói phong phong phanh phanh, con cũng mừng cho Út. Trời ơi, Út quá là vui luôn. Sắp sửa được cây vàng nữa. Cái vàng mình, ừ, cây vàng nữa, lúc đó mình sống vàng mình đeo đỏ ngồi luôn, lúc đó trắng động luôn á. Lúc đó là Út trắng động luôn á. Lúc đó không biết là theo thì tụi con không có chia sẻ nữa, tụi con đi về nhà rồi. Thì không biết là buổi tối thì chim sâu với anh Long thường thường làm gì, Út có đi đâu nữa không? Thì có thì Long mới đi trịch. Mà nói nặng ngay đi chứ Long nó đi trịch mà chim sâu nó không ở nhà với Út. Nó cũng đi vậy đó. Đi theo ha. Nó đi vậy đó, không biết nó đi đâu cũng không biết. Thì chắc cũng đi bán vé số chứ gì. Thì nó về thì Long chở nó về. Dạ. Bây giờ hai đứa nó làm gì làm, Út không có quan tâm tới. Tại vì nếu mà ấy quá thì người ta cũng nói Út lợi dụng chim sâu là bộ ngọt gì chứ. Ở trong lòng chứa dao vô tùm tùm lắm Út. Nói chung là nói xấu mình ha. Đó đó. Thì thôi nói chung là hôm nay mà mấy anh em đến chia sẻ cuộc sống hàng ngày của Út. Thì hiện nay Út chuẩn bị nấu cơm. Còn hiện nay thì Út cũng không có quan tâm nhiều cái vấn đề mà bình luận nữa hết Út. Ai nói thì nói đi. Ai nói mình, gì nói, ai chửi Út nhiều chửi. Nói chung người ta chửi mình là nghiệp của người ta thôi. Còn thật sự theo con á, bây giờ mình thích thì mình xem thôi. Đơn giản cái điện thoại mà. Mình thích thì mình xem, mình không thích thì mình có thể mình lướt qua mình xem cái nhân vật khác hay là mà, xem cái vụ khác. Bệnh Út ngộ, nghe được rồi cái mất tích mất ngộ coi hoài. Coi nói tới đâu, nói xấu Út cái cỡ nào. Út cũng muốn ngồi nghe vậy đó. Khi ngồi nghe cái lát giác mình. Khi mà cái lúc mà lần đầu tiên mà Út xem được những cái bình luận mà tiêu cực về Út thì lúc đó Út nóng không Út? Nóng như lắm đó, Út nói mà có hồi này là chắc Út chả miệng không à. Ừ. Thiệt luôn á. Mà thấy coi ghét là thôi lạnh, nhằn lắm rồi. Coi ghét là mình tâm của mình tạnh lại liền ha. Dạ. Coi ghét là mình không có sân si nữa ha. Không nói nữa, ai làm ai nói như nói. Ghét cần lòng của nó mẹ đừng có nghe. Mẹ bỏ đi, ai biết mẹ nghe làm chi.
anh Long anh khuyên Út vậy chứ con thấy ảnh cũng nóng hay bà chứ đó, mày đã thấy nóng bữa đó không? Bữa đó, nói là, chung con thấy ổng cũng nóng hay bà chứ có gì đâu. Nếu mà nó nghe lời Út là không có chuyện gì chứ. Tại Út nghe buổi sáng rồi. Út cũng chờ ra đừng Út nói chuyện tao nhỏ Út cá mình nghe thôi, tính hai người nói nghe thôi. Nó gì ở đâu nó nghe ở đâu mà quán. Cái nó vô nó làm dữ. Tại Út biết Út thấy vô cái mặt cái thằng gì nó cầm cái điện thoại nó cầm đỡ Út biết rồi. Thôi đi, bỏ đi, để bữa đó thì nói chung là con cũng không có hay cái tin gì hết trơn á. Tự nhiên vô cái con bấm máy con quay thì tự nhiên cái mấy anh em có chuyện với nhau thì thôi con không quay nữa, con đi ra ngoài. Cái vấn đề đó không có liên quan tới mình, không có liên quan tới con thì con thôi con không có dính vô. Đó. Chú nào quay thì quay, không có nói tới mà đừng có quay cái chuyện xấu rồi. Út nói thiệt. Mấy cái clip mà quay mà nói Út bị công an đồ chồng mà quay lên cái hình thấy ha. Là Út yêu cầu là phải lộn xuống cho Út nha. Dạ. Để ngày mơ đem Út đi về Bến Tre, anh em Út có dưới cũng hình việc không ạ? Dạ. Thì nếu mà không xong thì Út phải nhờ chính quyền vô nha. Nhờ thằng em đó nó làm giết chỗ cái đơn. Dạ. Út thưa thiệt á. Nói chung là đâu có đánh đổi gì đâu mà tới mà cầm tay Út quay lên để hai thằng công an với ấy nó cầm cái tay Út. Ừ. Là cái đó Út cũng vậy là những cái kênh nào mà để hình công an mà cầm Út ha. Ừ. Là yêu cầu là gỡ bỏ xuống gỡ bỏ xuống chỗ Út à. Dạ. Nếu mà không gỡ bỏ xuống là chắc có tới công an đó, Út nói thiệt luôn đó. Út hỏi tại sao Út có tội gì mà cầm Út. Thí dụ giờ nghi Út nói bắt Út được tại chỗ, nói người ta nói là Út đi quýnh số quýnh gì đó. Dạ. Cũng không biết thì ví dụ ấy đi, người nào chịu ra làm chứng nói Út cuốn số này kia thì là Út mới tính được. Khi nào bắt tại tay mới mình mới tính ha. Nói Út mỗi buổi chiều đi xuống bến đò này là quýnh số mà không biết cái bến đò mà ai bán số đâu dưới mình đâu mà nói Út vậy đó. Dạ. Út không có chịu gì thì nếu mà không nói ra thì bây giờ yêu cầu cái người nào mà nói cho chúng mày tất tới quay đó thì cho Út biết đi. Út lỡ hỏi đâu đàng hoàng đó, nếu mà nói không xuôi chém chú rồi chắc còn chuyện rồi đó, cũng nói thiệt luôn á. Mà bây giờ rồi, cái chú này không có nói ai. Dạ. Mấy em thấy chị rồi nó điện lên nó làm cái ghê luôn. Nói giờ nó bà nói bây giờ gỡ xuống không gỡ thì tới chỗ má mày gì đây, rồi chú làm cho bà cái đơn. Là ngày mai bút này nó gì đây. Vậy là quê Út ở Bến Tre hả Út? Đúng rồi. Bến Tre hay ở huyện nào Út? Huyện Chợ Lách. Qua bà gì? Qua Hòa Định Khao ha. Dạ. Vậy là qua Hòa Định Khao rồi tới bên Chợ Lách rồi. Dạ. Thì bây giờ thì chim sâu rồi cũng đi lãnh lương cô chú anh chị. Lãnh lương cái tiền bệnh nó hình như là cũng có vài trăm ngàn vậy đó hiểu. Út cũng không rảnh lãnh được chi tệ tiền bạc của nó, Út không có lấy cả. Lãnh tiền bệnh xong về cũng mua thuốc uống thôi. Thì dạo này con cũng thấy cái chim sâu thì cũng có da có thịt hơn. Nói chung là đi đi uống cà phê với mấy anh em thì mấy anh em cũng ủng hộ vé số này kia đó, rồi ăn uống rồi cũng mời ăn, cũng mua những cái món ngon cho chim sâu ăn. Chim sâu thấy cũng có da có thịt hơn chút xíu. Út nghe nói là hình như là có ba nó sơn. Dạ. Không có gì dưới nó có ba cái gì. À. Ba à, chim sâu. Ba chim sâu ha, vậy là bây giờ là ba về rồi ha. Ba nó về như chơi vậy. Nó nói về thăm con, mà thật lại như thăm nó đó. Dạ. Ồ vậy là hồi tối này ha. Dạ, để lát trên sâu có về để hỏi thử coi ba về có vui không. Dạ, có nói là sao ổng về mà ổng nói nhiều lắm nha. Dạ. Mẹ ổng kêu ổng lên trên này chơi. Ổng không có đi. Vậy là từ đó giờ không có về thăm mà hiện bây giờ tự nhiên đột ngột và bất ngờ cha về thăm ha. Không biết là có xem được những video của chim sâu ở trên mạng hay không. Con của mình như vậy đó, mình ở lòng nào mà đi mấy năm trời luôn, là cả cha lẫn mẹ luôn hay Út? Hình như là có ba nó không mà mẹ nó bỏ hay gì vậy. Ừ. Vậy là có ba về không ha, chứ mẹ không có về. Út có nghe nói là ba mẹ chim sâu lớn tuổi chưa Út? Út cũng không có gần, Út có hỏi tới. Có hồi hôm thì là ông ấy nói có ổng gì đó thì nếu mà chim sâu coi chim sâu sinh năm 1993 hả ta? Ừ. Nó cũng ba mấy tuổi. Ba mấy tuổi đó mà chắc thì chắc cũng chắc
chắc ổng cũng năm mấy 60 à. Ừ. Rồi đây lát có gì Chim Sâu về hỏi Chim Sâu cho nó hỏi để mà nghe cho nó kỹ hơn. Ừ. Lâu lâu thì cha về chắc vui lắm, hai cha con gặp nhau chắc vui lắm. Vậy đó hôm đó không có diện lần. Không có diện lần với anh đó hay gì đó. Dạ. Còn anh gì nữa đó, nó cũng có anh cái gì nữa đó. Dạ. Bữa đó tới nay Út làm mấy ông chú này rồi, tới giờ cũng không có lại. Nói chung thì hiện nay thì nói chung không có cái vấn đề gì nữa, thì cuộc sống hàng ngày của Út thì dọn dẹn là chỉ có nhiêu thôi. Ừ. Thì sắp tới thì chắc mấy anh em cũng đi tìm những cái hoàn cảnh khác để mà chia sẻ, thì nói chung là cũng lâu lâu cũng ghé lại để mà chia sẻ cái cuộc sống của Chim Sâu, tại vì hiện nay thì cũng có rất là nhiều người cũng còn thương Chim Sâu dữ lắm. Bởi vì mấy anh em cũng nhín thời gian mà qua đây để mà quay lên để mà cho cô chú anh chị nào mà yêu thương á người ta xem thôi. Còn mà những người nào mà không xem thì có thể lướt qua ha. Mình cũng đừng có để lại bình luận làm chi. Tại vì trong tháng này là gần tháng 7 ha. Gần tháng 7 mình nên tịnh tâm chút xíu. Tháng này là tháng của cụ hồn đó. Ngày Du Lan báo hiếu rồi đó. Cái tháng này là tháng là mình nên là dành những cái lời hay ý đẹp cho cha mẹ của mình. Cứ nào ngay đi từ đó nay mấy chị cũng đỡ rồi. Không, con thấy Chim Sâu này đỡ lắm á Út. Thì chị cũng đỡ. Dạ. Rồi. Con thấy là chịu nghe lời mấy anh em khuyên vậy đó. Rồi khuyên cái... ngày nào quay là tụi con muốn khuyên hết trơn á. Thì còn có một cái ngủ trưa. Còn ngủ trưa. Ngủ trưa. Ngủ sáng mình lâu quá nghe vô sốc rồi vậy ra mà vậy. Dạ. Rồi vậy em ngóc ngồi hoài đó chứ không chịu chung chồng. Bây giờ là mẹ chồng thì cũng đã có nhìn được ra được cái sự thay đổi của chị Chim Sâu rồi. Cũng có sự thay đổi nhẹ nhẹ. Thì còn có cái ngủ trưa ha. Ngủ trưa thì ngủ bình thường mấy anh em qua đây thì khoảng 9 giờ mấy 10 giờ là Chim Sâu mới thức của chú anh chị. Thì không biết là buổi tối có ngủ sớm hay không thì mình không biết. Tại vì buổi tối thì mấy anh em chiều chia sẻ đến chiều thì mấy anh em đi về rồi. Nên là buổi tối thì... Giờ tối thì không nói gì hết, Long ngủ giờ nào thì nó cho nó ngủ gì hết. Dạ. Yeah. Long không ngủ, Long đi trước cái đi theo Long đi hoài. Vậy bình thường anh Long ngủ sớm không hay là ngủ trễ? Thì ổng ngủ giờ nào thì Long ngủ giờ mà nào. Con thấy anh Long anh thức sớm lắm à. Anh Long là anh ngủ không biết ngủ trễ hay không, nhưng mà buổi sáng là con thấy anh thức sớm, anh chạy xe đơm rồi. Rồi để cho Chim Sâu ngủ giờ nào thức thì thức. Chứ anh Long mà con thấy là thức sớm lắm. Bây giờ là Út, bữa nay Út nấu món gì vậy Út? Nấu kiểu kho lạc anh. Ừ, kho lạc cá cá, cá điêu hồng ha. Cá điêu hồng thì hôm nay bán gì hả? Ừ, cá điêu hồng thì có bán, hôm nay thì nói chung là cũng là ngày gầm. Thì ở miền Tây của chúng ta thì thường thường là những cái gầm lớn thì ông bà cô chú thường thường là ăn chay. Dành một ngày 14-15 để mà ăn chay để mà cho tịnh tâm của chú anh chị. Thì từ đó tới giờ, từ trước tới giờ thì nói chung cái đó cũng là một cái phong tục thế Út. Thường thường là gầm lớn á, là bà con của chúng ta thường hay ăn chay. Cái đó là đa số thôi, thì cũng có một số người ta cũng ăn mặn bình thường. Những người ta không thích ăn chay á, thì người ta ăn mặn bình thường. Giống như con nè, con sáng là con lẫm hết dĩa cơm sườn. Đó là trưa thì mới ăn chay. Ông nói làm ai đi, ông cũng ít mà ăn tương, mà tại gì dạ. Có mấy đứt rồi cái ăn cái gì, cái ưa niêm nếm nó căm quá, không tại đi ăn mặn. Nói chung ăn cha hay ăn mặn thì mà không có quan trọng hết, quan dạ. Trọng là cái tâm mình thôi, cái tâm của mình là... Mình tu nhà đi, tu tâm, tu tâm mình, đi. Mình tâm mình nó được thanh ảnh thôi, làm những điều mà không có trái với lương tâm thì mình cứ làm thôi. Dạ. Nói không phải, Út nó không phải nha, mà Út thấy mà nói về con thầy con muốn. Dạ. Nói chung là không thích đi coi thầy ha. À, nói chung là đúng rồi, nói chung là mỗi người thôi, mỗi người có cái suy nghĩ riêng. Không có nói ai được. Thì thôi bây giờ cũng để cho Út chuẩn bị bữa cơm trưa hay cô chú anh chị. Rồi chút xíu nữa Chim Sâu có về thì Thái sẽ hỏi Chim Sâu về cái hơi thở tối cha về thăm như thế nào ha. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo ạ.